Hello, xin chào các bác nhá. Hôm nay em quay cho các bác về một chiếc Chevrolet Toto. Đấy, của anh khách, anh ấy lấy xe và anh ấy yêu cầu lắp full đồ cho anh ấy luôn. Full từ A đến Z, lắp thêm một bác ba ga này. Đấy, một cái bác ba ga này, bác ba ga đẹp, ba ga của Czech luôn. Thì ba ga này là 650 một cái. Đấy, còn đâu cấu hình con Toto này em đã review cho các bác xem rồi. Cấu hình con Chevrolet Toto này rất là cao. Và cái dáng làm sườn của nó ấy, cái sườn là cái kiểu cách làm ấy, nó cũng dựa theo cái bọn Czech cơ. Đấy, cái cổ phuộc, à cái cổ khung của nó cũng là cổ lở luôn. Đấy, phuộc thì phuộc săn tua, phuộc săn tua dầu, khóa phuộc, phanh thì phanh Shimano MT200. Đấy, tay bấm xả thì là Shimano DOG. Đây các bác xem có cả thông số hết đây luôn này. Đấy, Shimano DOG M5001 đó. Phần đầu gạt đĩa với cả củ đèn sau thì em nhớ không nhầm thì và sau với trước là của nó là 6.001 đấy các bác. Đấy, chỉ có duy nhất là cái tay bấm xả thì là 5.001 thôi, còn củ đèn gạt đĩa thì là 6.001. đấy, cái màu này thì nó dựa theo cái màu của con Margin 6 các bác nhé, con Margin máu. Đấy, xám với màu xanh rất là ổn luôn. Lốp bình lốp Maxxis lâu bánh 29 thì, túi dốc bốc này, túi bốc trước này, cái này là để điện thoại này, đèn dốc bốc này. Đấy, thêm một cái túi đằng sau nữa này. Đấy, con này là anh ấy đầu tư cho bố vợ, đầu tư phun đồ luôn, rất là đẹp. Em nhìn thấy kiểu lên đồ này rất là hay. Đấy, có nghĩa là lên bóp bác an này thì chủ yếu nó để đồ thôi, chứ cũng không có nhu cầu là để chở với cả chở người là nhiều, chủ yếu là lên đồ. Đấy, củ đèn sau Shimano DOG này. Đấy, gạt đĩa cũng Shimano DOG này. Đấy, lốp thì Maxxis gì con nâu, bánh thì bánh 29, phuộc thì phuộc khung sườn nhôm không có mối hàn. Đấy, thiết kế rất là dựa theo chiếc Maxi, à con này là chiếc Margin 6. Thì con này Chevrolet là thương hiệu của Pháp, xuất Nhật, có tem BAA đây các bác này, tem quyền định BAA này. Đấy, các bác nào thì có nhu cầu liên hệ với em Shelby nhá. Cái mẫu này thì theo như em đánh giá là cấu hình tốt, ngoại hình thì đẹp, giá thành thì rất là ok. Màu của nó thì có rất nhiều màu, màu cam đỏ như là Margin 7, hay là màu trắng đỏ như là Excalibur 8, hay là màu xanh đen như là Margin 8 luôn, toàn màu nổi, màu hot thôi. Đấy, giá thành thì cực ok rồi. Đấy, các bác có nhu cầu liên hệ với bên em nhé.